Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Hyundai Accent nhé, cái dòng xe ở phân khúc cỡ B sedan của nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay ấy, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán được tăng cường giảm sâu về tiền mặt, cũng như là tặng anh em vô cùng nhiều cái phần quà đặc biệt ở cái thời điểm cuối tháng 7 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe Hyundai Accent này sẽ có thể nắm được. Hiện tại thì Hyundai Accent được điều chỉnh giá giảm, đang cạnh tranh với chiếc xe Vios, cạnh tranh với chiếc xe City, đúng không ạ? Nhưng cái tầm tiền thì gần như nó là một trong những cái dòng xe giá rẻ ở phân khúc cỡ B này anh em ạ. Và chi tiết về khuyến mại cũng như là tổng lăn bánh của dòng xe Hyundai Accent này như thế nào thì mời anh em theo dõi để có thể nắm được. Hyundai Accent thì được bán ra thị trường với 4 phiên bản, bao gồm một phiên bản số sàn và ba phiên bản số tự động anh em nhé. Đó, không thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em ạ. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Hyundai Accent 1.5 MT nhé. Bản này thì đang có mức giá là 439 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 20 triệu, giá xe vào khoảng 419 triệu anh em ạ. Sau khi áp dụng thêm quyền linh động về phụ kiện, về quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 467 triệu, trả góp thì đang là 112 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 463 triệu, trả góp thì đang là 108 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 445 triệu, trả góp thì đang là 90 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói anh em nhé. Hiện tại thì bên em đang cực kỳ nhiều xe, sẵn xe để giao ngay. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì gọi điện cho em. Vì cái dòng này nó thực sự là dễ tiếp cận nhất, rất thích hợp để cho những anh em mà mua để chạy dịch vụ hoặc là mua để sử dụng cá nhân cũng rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với em cái bản thứ hai, đó là cái bản Hyundai Accent 1.5 AT tiêu chuẩn. Bản này thì đang có mức giá là 489 triệu. Với cái chính sách giá bán ở thời điểm này thì bên em cũng đang tăng cường giảm sâu về tiền mặt anh em ạ, và vẫn tặng anh em dán thêm cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 520 triệu, trả góp thì đang là 122 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 515 triệu, trả góp thì đang là 118 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 497 triệu, trả góp thì đang là 101 triệu. Với cái phiên bản AT tiêu chuẩn này thì rất là thích hợp để cho những anh em nào mà muốn sử dụng số tự động nhàn và cũng tương đối là tiết kiệm nhiên liệu anh em ạ. Đó, hiện tại thì bên em cũng đang rất là nhiều xe, sẵn xe để giao ngay. Mức ưu đãi thì vẫn còn có thể linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với em cái bản thứ ba, đó là cái bản Hyundai Accent 1.5 AT đặc biệt. Bản này thì bên em đang có mức giá là 529 triệu, cũng được tăng cường giảm thêm về tiền mặt anh em ạ, giảm sâu hơn về tiền mặt so với thời điểm đầu tháng 7. Vẫn tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 561 triệu, trả góp thì đang là 131 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 556 triệu, trả góp thì đang là 126 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 537 triệu, trả góp thì đang là 108 triệu. Đó, đây là cái phiên bản 1.5 AT đặc biệt. Và cái phiên bản này bên em cũng đang kích cầu giảm sâu về tiền mặt rồi. Nếu anh em cảm thấy phù hợp cũng như là mong muốn có những cái mức giá tốt hơn và cạnh tranh hơn thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ đặt xe và có những cái chính sách giá bán tốt nhất và cạnh tranh nhất để gửi tới anh em nhé. Và cuối cùng, em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Hyundai Accent 1.5 AT cao cấp. Bản này cũng được tăng cường giảm sâu về tiền mặt anh em ạ. Bản này đang có mức giá là 569 triệu. Giảm sâu về tiền mặt lên đến 22 triệu, giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 547 triệu thôi. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 603 triệu. Trả góp thì đang là 139 triệu.
Nắn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 597 triệu, trả góp thì đang là 134 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 579 triệu, trả góp thì đang là 116 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại về quà tặng, về phụ kiện của dòng xe Hyundai Accent rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nữa hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì mời anh em gọi điện cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.